Hello, xin chào tất cả anh em. Theo yêu cầu của tất cả anh em, nay mình làm cái clip nói về con cáp ban bờ đồ này tất cả anh em. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho là có nhiều anh em còn thắc mắc chưa hiểu cách rút tiền và cách hoạt động của nó làm sao. Hôm nay mình sẽ nói lại cho tất cả anh em. Cái con cáp ban bờ đồ này nó là dự án của nó là có từ theo mình biết là cũng từ 3 4 năm nay theo mình chơi trên kiếm tiền trên online tất cả anh em. Nhưng mà mình cũng sơ sức một cái là mình y nó rút tiền không có về, nhưng hiện bây giờ là những người bạn người anh em của mình rút về một cái đống luôn, mình rất là tức. Rồi đầu tiên thì giá trị hiện tại của nó là một đồng, khoan 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 em, sau khi anh em đăng ký dưới đường link của mình, anh em nhận được 100 đồng USD này. Giờ nữa mình quy đổi ra CNB, ấy là nó trả cho mình về cái đồng CNB, mình quy đổi ra cái đồng USDT là mình rút về cái ví Bitcoin hoặc ETH của bên ví Trúc Wallet đó tất cả anh em. Mình có hướng dẫn anh em tại ví Trúc Wallet đó. Giá trị hiện tại của nó là một đồng CNB bằng một đô anh em. Anh em nào muốn bảo mật thêm thì vào một này KYC anh em, xác minh tài khoản, nhưng mà không xác minh anh em rút tiền cũng vẫn về anh em, vì bạn mình đâu có ai xác minh đâu. Chút xíu mình cho bằng chứng cho anh em coi. Anh em ra di tính, anh em ra di tính chép tạo một cái mail mới, mỗi ngày là khác cho khác mạng wifi nghe tất cả anh em. Ngày anh em chép 2 3 mail gì đó, chép sao tới 10 mail cho cái đồng CNB mà nó tặng anh em. Rồi mình nói rõ luôn, anh em chơi bờ ri tiện được có 10 ghép à, còn anh em mà muốn đầu tư vô thì ghép nó không giới hạn anh tất cả anh em. Con này là nó vậy đó, phan đi mình qua cho anh em coi. Anh em muốn muốn mau thì anh em bấm vào nút tiền gỡ, nạp tối đa bao nhiêu ta. Thôi mình hướng dẫn anh em rút tiền đi ha. Giờ mình hướng dẫn anh em rút tiền là đó là mình tiện được 3 ghép mà mình không gài bẫng, có mình chưa có chết nha anh em. Mình là được 129 đô, 130 đô đó, mà nó trả về cho mình là không hết được khoảng một đô mấy à. Rồi mình anh em muốn rút tiền anh em bấm vào ba dấu gạch này nè. Anh em trao đổi cái đồng CNB này về khác nha anh em, về ETH hoặc BTC rồi anh em rút nha anh em bấm vào cho đổi ETH, rồi anh em bấm vào nút bán nha anh em. Rồi anh em bấm vào chữ cái đồng này nha anh em, tích lũy CNB nè. À, thì mình chữ đầu tiên. Rồi anh em, sau khi anh em có đủ 20 đô đến 50 đô, anh em bấm vào tích lũy CNB anh em. Rồi anh em bấm vào nút chọn ví nè. À, anh em bấm vào cái nút CNB này là nó ra một cái giao diện như gì nè. Rồi anh em bắt cái địa chỉ USD mình, tại vì mình vô đây á, qua đây là nó mình đổi cái đồng CNB này qua là cái thằng thằng BTC hoặc ETH anh em. Rồi anh em bắt cái địa chỉ vô, nhập số lượng vô, rút trong vòng một ngày về. Thì video mình thông báo cho tất cả anh em nhiều đây thôi anh em. Thôi mình quay lại cho các anh em bằng chứng cho anh em coi, cho anh em yên tâm chơi. Vì bạn mình cũng nói về gửi hình của cho mình và đăng review lên, mình lấy tấm hình này anh em nè, mới cũng về mấy ngày nay nè. Địa chỉ ví nè, là 100 ETH nè, 30 ETH nữa, 10.000 ETH nữa nè. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc, xin chúc tất cả anh em kiếm thật là nhiều tiền anh em. Anh em nào muốn chắc ăn nữa thì KYC anh em là rút tiền chắc ăn luôn, còn không KYC rút tiền gì cũng vẫn về anh em. Vậy chào tạm biệt tất cả anh em.